Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, tiếp theo hôm nay mình làm một phần thứ bảy của cái bài tiếp theo phần thứ sáu. Thì khi nào mình rảnh lúc nào thì mình làm lúc đó, mong quý vị các thính giả cũng thông cảm cho. Với những cái từ ngữ như thế này thì mình xin phép là đọc nó cũng sai chứ không được đúng chính xác. Ví dụ như cái câu như thế này, nó bằng tiếng Anh thì chúng tôi xin bỏ qua mà xin đọc cái nghĩa, cái phần được dịch nghĩa như thế này. Nhưng quý vị các bạn, thì trên bìa cuốn sách Poison Lan, chất độc trắng của Khayyam Navi, có một mà câu mà một người da màu nào đọc cũng phải nhíu mày suy tư. Đó là một người da đen theo Thiên Chúa Giáo là một kẻ phản bội tổ tiên. Vậy thì một người Mỹ bản địa mà đi thờ thánh giá thì còn tệ hơn người Việt đặt Tập Cận Bình, Mao Trạch Đông lên bàn thờ của quyền thất tổ. Tuy nhiên nếu Trung Quốc làm cỏ Việt Nam thì chừng một vài năm sau sẽ có đầy dãy bọn ăn theo. Tàu hơn cả Mao, Mỹ hơn cả Washington, ai chửi ba đời vua hùng không liên hệ đến họ. Chỉ cần động tới cái lai quần của Donald Trump hay Tập Cận Bình thì họ sẽ liều mạng với kẻ đó ngay. Nguyễn Ngọc Ngạn chắc tận đến già cái mùi vị văn hóa này. Thực tình tôi cũng rất thích Tổng thống Donald Trump khi ông trực diện khiêu chiến thương mại với Trung Quốc và ra mặt ủng hộ Việt Nam. Nhưng tôi không mê tính biến ông thành thượng đế. Cũng may người Việt Nam chỉ mất chữ viết, chưa đến giai đoạn mất tiếng nói và văn hóa, nên họ vẫn dại khờ ca tụng con dao quốc ngữ để lại vết sẹo trên cổ mình, cho rằng nhờ vết sẹo kia mà mình có ngoại hình đẹp. Người thông thái nhìn dấu chai sạn trên cổ thì biết quá khứ nô lệ còn tồn đọng lại trên thân phận con vật. Kẻ khờ ngốc lại đem con bò có dấu cày trên cổ ra khoe rằng nó là con bò sữa. Dân tộc Philippines đang đau buồn không biết nguồn cội, trong khi đó một số người Việt đeo thánh giá lại làm mọi cách để được biến thành nước như Philippines. Emma Grant viết thêm: Giáo hoàng Francisco không hề ngu ngốc. Ông biết rằng giáo hội không phải lúc nào cũng hoàn hảo, đặc biệt là trong các nỗ lực truyền giáo vào tháng 7 năm 2015. Trong chuyến thăm Bolivia, Francisco đã lưu ý rằng nhiều tội ác nghiêm trọng đối với các dân tộc bản địa của châu Mỹ đã được thực hiện nhân danh Thiên Chúa. Trong một bài phát biểu trước khoảng 1.500 đại biểu, ông đã cầu xin sự tha thứ, không chỉ đối với những tội lỗi của chính giáo hội mà còn về những tội ác đã gây ra chống lại các dân tộc bản địa trong cái gọi là cuộc chinh phục nước Mỹ. Tuy nhiên, ông đã làm theo điều này với lời nhắc nhở về việc làm tốt của các linh mục truyền giáo trong việc bảo vệ người bản xứ khỏi bạo lực. Tôi dám cam đoan nếu giáo hoàng Francisco không đứng ra tuyên bố rằng nhiều tội ác nghiêm trọng đối với các dân tộc bản địa của châu Mỹ đã được thực hiện nhân danh Chúa thì không ai trong chúng ta có thể bảo người Kitô giáo thú nhận tội lỗi. Họ luôn tự cho rằng không có họ thì không có nền văn minh hôm nay, không khác người Việt Nam với suy tư nô lệ lập luận rằng không có thực dân Pháp thì Việt Nam không có đường xe lửa Bắc Nam. Những tòa nhà đẹp như Bưu điện Sài Gòn, nhà thờ Đức Bà, nhà thờ lớn Hà Nội, cầu Trường Tuyền, cầu Long Biên, tôi cũng chia sẻ nhận định trên, không có Pháp thì Việt Nam chắc chắn không có đường xe lửa xuyên Việt chạy bằng thang đạt tốc độ tối đa 800 km/h như hiện tại. Nhưng đường sắt, đường xe ấy không phải là chân hạnh phúc của dân tộc. Nếu không có Pháp vào đô hộ 100 năm thì di sản lại là một tình trạng nội chiến chia rẽ sâu xé đạo lương. Có lẽ chúng ta đã có thể tự túc tự cường xây dựng được một hệ thống tàu điện cao tốc như ở Hàn Quốc. Ký giả Emma Grant còn đưa ra một chi tiết rất quan trọng rằng vị tổng thống
vị tổng giám mục vùng Los Angeles, Joe Gomez, kẻ ủng hộ mạnh mẽ việc phong thánh, cùng với giáo hoàng Francisco, kẻ phong thánh, và người được phong thánh cha Junipero Serra. Cả ba đều là dân Hispanic, một nhà báo gốc bản địa trên Ross Augusta viết trên báo Người Bảo Thủ của Anh về khung ảnh và thời Junipero mang đạo Chúa đến California như sau. Tại thời điểm ấy, theo thống kê của những nhà truyền giáo, số thổ dân bản địa trong tiểu bang được ước tính từ 133.500 tới 350.000. Sau hậu quả bị bắt làm nô lệ, bị ngược đãi và bị nhiễm bệnh, những nhà truyền giáo phải chịu trách nhiệm cho 62.000 cái chết của thổ dân tại California. Từ năm 1769 đến năm 1833, vụ tàn sát diệt chủng này chỉ là một thí dụ nhỏ nhoi khác cho các chứng tích lịch sử bất nhân trên dân tộc bản địa Bắc Mỹ đã từng bị lãng quên. Bị rửa sạch hoặc bị che đậy, Rod Augusta trích dẫn các tác giả danh tiếng Eliab Calitlo, người Mễ Thay Cơ, từng lãnh ba giải Pulitzer, bỏ ra hơn 8 năm nghiên cứu các tài liệu lịch sử và những bức thư mà các nhà truyền giáo viết cho nhau, đã cho ra đời cuốn thánh giá đầy gai nhọn. Trong đó ông đã dùng cụm từ khá nhẹ là những trại thần chết được các thầy dòng lập ra để ngược đãi hàng nghìn người da đỏ tại California. Dưới sự lãnh đạo của linh mục thừa sai Serra này, ta thấy gì qua ngòi bút của Calixto. Dưới sự lãnh đạo của Serra, quân lính bắt bớ thổ dân da đỏ tại California một cách dã man, cưỡng bức họ lao động và cầm tù họ cho đến chết. Họ bị đánh đập, quần quật lao dịch và được cột vào những chiếc gông khiến không thể co duỗi đầu gối trong nhiều ngày liên tục. Nếu ai tỏ ra buồn sầu vì người thân chết thì bị đánh bằng roi da. Những người mẹ sẽ thai không được để tang con mà phải chịu tội phá thai, bị bắt mang một tấm bia khắc hình trẻ thơ đứng bên ngoài các nhà thờ mục vụ. Theo lời kể của viên thuyền trưởng người Pháp Jean Francois de Galalop, khi ông đến thăm Mỹ Châu năm 1786 thì đàn bà thổ dân không bao giờ bị quắt roi da trước đám đông, mà bị nhốt vào một nơi xa để tiếng kêu thét của họ không gây kích thích lòng lăng mẳng, tránh đi sự bạo loạn của bọn đàn ông. Castillo còn lưu ý rằng số người Mỹ tại California ngày nay biết rất ít về lịch sử tàn bạo của các nhà truyền giáo mà ông đánh giá là đã bị nhà cầm quyền California cố tình tô son trác phấn che đậy. Học sinh lớp 4 được dạy rằng Serra là một người của hòa bình, từng chăm lo cho thổ dân. Du khách đến viếng thăm các di tích truyền giáo được tuyên truyền rằng giao tiếp giữa Serra và thổ dân được dựa trên nền tảng tương kính. Thần tượng Chet Topher Colop. Sách lược của Kitô giáo trên toàn thế giới đều như nhau. Những tên ác ôn gian manh nhất thường có công cải đạo hoặc đem lợi nhuận về được nhiều nhất, thì sách báo Kitô cũng ca tụng họ dày cộm nhất. Người da trắng liên minh với giáo hội nên không lạ gì chính phủ Hoa Kỳ vẫn luôn ca ngợi Kha Luân Bố. Cho dù ngày nay hàng nghìn học giả Mỹ đã đứng dậy nói lên sự thật về tính khát máu lưu manh của tên cướp biển Công giáo cải lương này, thay vì làm cướp biển, họ đã biến Kha Luân Bố thành cướp nước, cướp thế giới. Tôi đã viết khá dài về tên cướp biển này ở những phần trên. Ở đây chỉ xin thêm những chi tiết về ngày Kha Luân Bố, về dòng hiệp sĩ Kha Luân Bố, về sự vinh quang mà Kha Luân Bố đem đến cho Công giáo Roma. Ngày Kha Luân Bố thường được kỷ niệm hàng năm vào ngày thứ hai, lần thứ hai của tháng 10 mỗi năm. Nhiều quốc gia ở Mỹ làm lễ kỷ niệm này, dẫn đầu là Hoa Kỳ, và gọi đó là ngày Kha Luân Bố, Columbus Day.
Tác giả Wesley Bynix viết về sự kiện có nên suy duy trì ngày Columbo hay không bằng bài viết trên Bynix nhan đề có nên tưởng niệm ngày Columbo. Sự thật đằng sau cuộc thám hiểm của Columbo đen đúa hơn là các bạn tưởng. Trong đó ông nêu một chi tiết đáng chú ý: thay vì đi vòng xuống phía nam của Phi Châu, Columbo e ngại đụng phải lực lượng đáng sợ của đế quốc Ottoman, nên ông đi về phía tây với mục đích cũng đi về Ấn Độ, nhưng khỏi phải chạm trán với hải quân Ottoman. Cũng như các tác giả khác, mọi người đều dùng những đoạn hồi ký của Columbo để chứng minh sự tàn ác và sự lầm lẫn của ông. Ông hoàn toàn chỉ là tên cướp, tên con buôn, chẳng hề có tinh thần của một nhà thám hiểm. Và Wesley Bynix cho là lẽ ra Columbo nên thám hiểm xứ sở mới mẻ này, tìm cách giao lưu với thổ dân, thiết lập những nối kết ngoại giao. Ông lại làm những chuyện thật đáng nguyền rủa, và nhà báo độc lập này đã trích một đoạn hồi ký của Columbo để chứng minh. Ngay khi tôi đặt chân đến vùng đất Ấn, Mỹ Châu, là tại hòn đảo đầu tiên mà tôi tìm đến, tôi cưỡng bắt vài người thổ dân để họ có thể chỉ bảo và thông tin cho tôi về tất cả mọi thứ tôi cần biết trên những vùng đất này. Sau đó tác giả đưa thêm nhiều bằng chứng những tội ác của Columbo mà tôi đã viết quá nhiều. Tôi đặt dấu hỏi: chúng ta tưởng niệm ngày Columbo để ăn mừng tội ác nhân loại mà người Kitô da trắng đã thực hiện trên sinh mạng của thổ dân bản địa Mỹ Châu hay sao? Ngày Columbo đầu tiên được cử hành năm 1792 do dòng Columbo tại New York. Có lẽ là tiền thân của dòng hiệp sĩ Columbo cùng với cộng đồng người Ý và các cộng đồng công giáo tự hào về nguồn gốc Ý của Columbo, và nền văn minh Roma giáo đã hợp lại để tưởng nhớ 300 năm ngày Columbo đặt chân lên Mỹ Châu. Tuy nhiên, phải đợi đến năm 1937, Tổng thống Franklin Roosevelt mới tuyên bố đây là ngày lễ quốc gia, xuất phát từ kết quả do cuộc vận động hành lang tích cực của dòng hiệp sĩ Columbus, một tổ chức cuồng tín được công giáo huấn luyện theo cách thức bán quân sự nhằm bành trướng thế quyền của giáo hội qua vai trò thế tục, thực hiện các áp lực chính trị mà giáo hội Roma không thể trực tiếp ra tay. Dòng này đã lấy tên của Columbo nhằm nhắc nhở người Hoa Kỳ rằng Mỹ Châu được người Công giáo khám phá, đồng thời Công giáo ra sức sơn son thiếp vàng tên tuổi của nhà hàng hải tàn bạo này, che khuất những hành động côn đồ gian manh của ông, sao cho thế giới chỉ biết đến những tên tuổi của thời kỳ cướp bóc như Columbo, như Junipero Serra trở thành những bàn tay cứu rỗi nhân ái đầy ân sâu của Thiên Chúa. Mặc dù đa số người Mỹ ngưỡng mộ Columbus do không quan tâm đến các giá trị đạo đức và nhân văn, nên họ đã ủng hộ việc kỷ niệm cuộc đời ông ta dưới hình thức một ngày lễ chính thức. Nhưng những bất đồng vẫn tồn tại một cách mạnh mẽ. Đáng chú ý nhất là các nhóm người Mỹ bản địa luôn thường xuyên phản đối ngày Columbus, ngày lễ kỷ niệm một sự kiện khiến tổ tiên của họ phải trả giá bằng phẩm giá, tự do và mạng sống. Chúng ta thử mở một dấu ngoặc ở đây để nói về ngày 30 tháng 4 mà Phạm Duy từng viết nhạc gọi là tháng Tư Đen. Ngày 30 tháng 4 được người Việt Nam trong nước cho là ngày hân hoan chiến thắng, ngày thống nhất hai miền Nam Bắc, thì hầu hết người miền Nam lại cho đây là ngày quốc hận. Dù Việt Nam không hề mất nước, chỉ là thay đổi thể chế, người ở lại không ai bị bắt làm nô lệ hay bị thảm sát, không có sự kỳ thị chủng tộc giữa kẻ thắng người thua. Dù vẫn có đôi chút khác biệt văn hóa sau gần 20 năm chia cách, vậy mà cho đến ngày nay, một số người của chế độ cũ vẫn không ngừng kêu gọi thù hận, kêu gọi chiến tranh, lật đổ nhà nước Việt Nam. Lạ lùng là những chính đám người này lại hãnh diện nhất về các giá trị thực dân da trắng. Chính họ là những người tự hào về Columbo.
về Junipero Serra, đồng thời họ lại lên án Cộng sản Việt Nam là khát máu. Tôi không hiểu làm sao mà Cộng sản Việt Nam có thể khát máu hơn bọn người da trắng Âu Châu mang thánh giá sang cướp nước, cướp đất, cướp vàng bạc và gia súc, bắt thổ dân làm nô lệ ở châu Mỹ được. Nói thế không có nghĩa là tôi theo Cộng sản. Tôi chỉ ngạc nhiên rằng nếu muốn chống Cộng sản thì ít ra ta phải có cái gì chính nghĩa hơn Cộng sản để có thể ưỡn ngực hiên ngang đứng dưới màu cờ. Người Mỹ gốc bản địa nghĩ gì về học thuyết khám phá về ngày Columbus? Đây là ý kiến của người da đỏ khi nói về cái mà thế giới da trắng luôn hãnh diện về thời kỳ khám phá hàng hải từ thế kỷ 15 đến 17 và về ngày Columbus với những bất công mà họ chịu đựng. Nếu người bản địa không thách thức tiền đề cơ bản của học thuyết khám phá được tổ chức hàng năm qua ngày Columbus, thì nền tảng phân biệt chủng tộc mà tất cả luật pháp và chính sách đối xử với người da đỏ của liên bang được xây dựng sẽ vẫn còn nguyên vẹn. Chúng ta thấy tư tưởng thống trị được Columbus mang đến bán cầu này hàng năm trên khắp quê hương của người da đỏ. Chúng ta thấy điều đó ở mức độ ngục tù của người da đỏ, trong những vụ mất tự do tôn giáo, trong các vụ phúc lợi trẻ em người da đỏ mà luật pháp của các tòa án da trắng phớt lờ, trong những trường hợp các thỏa ước mà Hoa Kỳ không tôn trọng theo tiêu chuẩn quốc tế, trong thực tiễn quốc tế nơi Hoa Kỳ đã bỏ phiếu chống lại việc thông qua tuyên bố của Liên Hợp Quốc về quyền của người bản địa châu Mỹ, và trong trường hợp quỹ tín thác Cobell mà Hoa Kỳ từ chối hoạch toán hàng chục, nếu không phải là hàng trăm tỷ đô la đang có trong các tài khoản tín thác trong quỹ tiền tệ cá nhân của người da đỏ. Hoặc người da đỏ rất có thể đã có một tương lai tốt đẹp nhiều hơn từ đó đến bây giờ trong lịch sử nếu Christopher Columbus bỏ mạng ở Đại Tây Dương vào ngày 14 tháng 2 năm 1493. May thay, cuộc đời đã có những biến đổi tích cực, dù chỉ mới khởi đầu. Một số thành phố và tiểu bang tại Hoa Kỳ cũng có nơi biết được thực sự thế nào là nếp sống văn minh. Họ đã bỏ ngày tưởng niệm Columbus, chẳng hạn Los Angeles đã biến ngày Columbus thành ngày thổ dân Mỹ Châu, bắt chước thành phố Berkeley làm cách đó 25 năm trước. Wesley Pinnis cuối cùng đưa ra đề nghị rất nhân văn rằng chúng ta có thể không hủy bỏ ngày tưởng niệm Columbus, không nên tiếp tục cho rằng chúng ta đúng hay sai trong việc kỷ niệm ngày này. Điều quan trọng là nếu tưởng niệm Columbus, hãy đưa ra sự thật về ông ấy. Hãy cho mọi người hiểu rõ những hành vi sai lạc của ông. Vì dù sao chúng ta phải công nhận rằng ông là khuôn mặt quan trọng của lịch sử. Dòng hiệp sĩ Columbus Công giáo là một tổ chức rất quy mô. Nó có những đoàn thanh niên bán quân sự, hiếu chiến và nếu cần ra đoàn ngầm. Họ không nương tay với kẻ thù nào. Mặt ngoài của dòng Columbus là một tổ chức tương tế xã hội phi lợi nhuận được thành lập năm 1882 bởi Linh Mục Michael Quinney. Tôn chỉ của dòng là tạo sự đoàn kết giữa các tín hữu Công giáo trợ giúp lẫn nhau và cùng nhau chia sẻ đức tin và lợi ích, ích lợi xã hội. Dòng hoàn toàn được điều hành bởi người thế tục, hoàn toàn không có dính dáng nào đến giáo hội. Chỉ có một vị tuyên ý tối cao lãnh đạo tinh thần từ năm 2005 là Đức ông William Laurie, tổng giám mục thành phố Baltimore. Tuy rất độc lập với giáo hội, nhưng các dòng hiệp sĩ thực ra chỉ làm nô lệ ngoại vi của giáo hội. Nhưng được Wikipedia pháp ngữ kín đáo cho biết như sau: để hỗ trợ cho giáo hội và các cộng đồng địa phương cùng với các cố gắng nhân đạo, dòng luôn được xem là như cánh tay phải mạnh mẽ của giáo hội. Đến năm 2006 thì dòng đã có mặt trên 12 quốc gia và đã có 13.000 chi nhánh kể cả ở Nhật Bản và Cuba.
Chỉ riêng năm 2005, dòng này đã tuyên quyên ra 135.7 triệu USD. Tiền từ thiện 63,1 triệu nhờ phục vụ miễn phí và kêu gọi được 407.746 người hiến máu. Vào năm 2015, chương trình bảo hiểm của dòng đã nắm giữ 99 tỷ USD. Các hợp đồng bảo hiểm tập thể của các thành viên được hai công ty chuyên gia phân tích kinh tế và tài chính tên tuổi AM Best và Stan đánh giá với tiêu chuẩn AAA liên tục trong 19 năm. Trong 10 năm tính đến năm 2012, dòng cũng đã hiến tặng cho Tòa Thánh Vatican khoảng 1,5 tỷ USD. Mặc dầu rất cuồng tín, dòng cũng gây ảnh hưởng ngược lại với Vatican. Cứ mỗi lần bầu giáo hoàng, tiếng nói và sức ép của dòng ảnh hưởng không hề nhỏ. Như tôi đã nhận định, giáo hội Roma rất cần đánh bóng tên tuổi cho dòng hiệp sĩ Columbo. Càng được tiếng là phục vụ xã hội, càng khiến những tiếng xấu của Columbo bị hiệu ứng chói mắt vì ánh sáng. Trong cuốn Sodoma điều tra vào tâm điểm của Vatican là cuốn sách bom tấn được ký giả Pháp Matteo viết ra và in năm 2019, dịch sang Anh ngữ với tựa đề là In the Closet of the Vatican. Tựa đề tiếng Pháp sử dụng từ Sodoma, tức là thành Sodom, nơi mà Chúa tru di toàn bộ cư dân vì tội luyến ái đồng tính. Dịch giả sao website lại chơi chữ khi dịch sang tiếng Anh, vì closet mang nhiều ý nghĩa tủ áo, nhà vệ sinh, chuyện bí mật của người đồng tính, nên ta có thể dịch nhiều cách khác nhau. Trong nhà vệ sinh của Vatican, chuyện đồng tính bí mật của Vatican, hoặc trong tủ áo của Vatican. Ai muốn dịch thế nào, muốn hiểu sao thì hiểu. Tác giả Matteo sau khi điều tra đã đi đến kết luận làm nổ tung thế giới, đó là hầu hết các tu sĩ công giáo Roma mồm miệng lúc nào cũng lên án đồng tính luyến ái để chứng tỏ sự tuân phục vào giáo điều của Thiên Chúa. Chính họ là kẻ vụng trộm lén lút yêu đương đồng tính nhiều nhất. Trong số này có cả cấp hồng y. Cũng trong tác phẩm nổi tiếng ấy, Matteo tố cáo dòng rằng dòng hiệp sĩ Columbo bỏ tiền ra mua hết cuốn Thiên Chúa hoặc không gì hết của hồng y da đen Sarah, khiến cho thế giới có cảm tưởng rằng đức tin Kitô giáo đang tràn ngập Phi Châu. Sự kiện này cho thấy sức mạnh của đồng tiền tác động như thế nào trên việc truyền đạo. Theo Wikipedia, Anh ngữ dòng hiệp sĩ này chỉ tuyển chọn người nam cũng như linh mục. Nữ nhân có thể hoạt động cho dòng nhưng không thể được làm thành viên trực tiếp, phải đăng ký vào một tổ chức ngoại vi gọi là Columbetes. Vào năm 2019, dòng có khoảng 2 triệu thành viên hiệp sĩ trên toàn thế giới. Mục tiêu chính của dòng là phục vụ cho Vatican, tạo áp lực đấu tranh chống hôn nhân đồng tính, chống phá thai và ngừa thai tại Hoa Kỳ. Chủ trương của Công giáo Roma là thà sinh ra một đứa trẻ bại não hoặc tàn tật hoặc nghèo đói không có ăn vẫn hơn là vô sinh, vì đứa trẻ tật nguyền từ một gia đình Công giáo vẫn làm cho dân số Công giáo thế giới gia tăng, trong khi đồng tính thì không sinh sản và ngừa thai thì giáo hoàng mất đi một ít lúa giống. Vào năm 1885 và đoàn kết, nhưng ở Hoa Kỳ, người Tin Lành đặt nghi vấn về lòng yêu thương của Công giáo. Giữa nước Mỹ và nước Vatican, người Công giáo yêu nước nào? Dòng hiệp sĩ sau đó đã thêm hai nguyên tắc nữa để tạo uy tín là bác ái và yêu nước. Tuy nhiên, tôn chỉ chính của dòng vẫn là từ thiện kết hợp với sự truyền giáo bổn phận mà giáo hội giao phó cho mỗi thành viên.
vừa lôi kéo người vào đảo, vừa tham gia hoạt động chính trị hoặc các hoạt động khu vực. Dòng hiệp sĩ Khai Luân Bố quả thực có một sức mạnh bao trùm thế giới. Nhờ quyền năng của Kim Tiền và lòng nhiệt thành của các thành viên quần tín, tổ chức KKK từng đưa ra lời đồn rằng thành viên cấp 4 của dòng hiệp sĩ phải tuyên thệ tiêu diệt đạo Tin Lành và hội Tam Điểm. Tóm lại, các dòng hiệp sĩ là những chiếc vòi bạch tuộc của giáo hội La Mã. Nhưng dòng Manta từng là quân cướp thuyền bè người Hồi giáo ở Địa Trung Hải, và chuyện buôn bán nô lệ riêng đối với dòng Khai Luân Bố, Vatican gần như không thể không có để nó làm những gì trái tai gai mắt với người đời. Cố gắng sơn son thiếp vàng binh đoàn bán quân sự này để sử dụng vào việc mục đích ngang nhiên đối mặt với các thế lực chính thống khác, nhất là trong công tác chống lại các đạo luật của nhà cầm quyền xét ra bởi lợi đối với giáo hội. Chẳng hạn như tại Delaware, hội đồng các hiệp sĩ địa phương đã đưa đơn kiện lên chính phủ liên bang chống lại đạo luật cấm làm hang đá Noel nơi công cộng của thành phố biển. Xin lỗi quý vị các bạn. Rehoboth Best, kể từ năm 2018, các hiệp sĩ rêu rao rằng chính quyền địa phương kỳ thị tôn giáo và hoàn toàn làm sai luật pháp. Khai Luân Bố và giáo hội có cùng vinh quang. Vinh quang của Khai Luân Bố quá lớn ở Bắc Mỹ. Ngày nào là ngày Khai Luân Bố, nào là dòng hiệp sĩ Khai Luân Bố, tượng Khai Luân Bố, đường Khai Luân Bố, trường học Khai Luân Bố. Tràn ngập mà khắp nơi vinh quang là và giàu sang vật chất mà Khai Luân Bố đem lại cho giáo hội, e rằng có thể lên đến phân nửa tài sản mà giáo hội tích góp từ thế giới. Nếu một ngày kia tên tuổi của ông bị bôi đen, Hoa Kỳ hủy bỏ ngày tưởng niệm dành cho ông, các cơ quan mà và trường học đều đồng loạt lên án ông, dòng hiệp sĩ Khai Luân Bố sẽ mất đi rất nhiều uy thế dựa vào danh tiếng của ông. Giáo hội sẽ mất mát rất lớn, tự như đánh thua một canh bạc, thấu cái đặt gần hết vốn liếng của mình vào. Thomas Gillette viết trên Chichen History như sau: người Kitô hữu Ái Nhĩ Lan và Pháp từng đề nghị rằng Khai Luân Bố vốn là người đem đức tin Kitô đến một nửa thế giới, cần được phong thánh, mặc dù lời đề nghị này đã được giáo hoàng Pius thứ 9 đồng ý, nhưng Khai Luân Bố vẫn không được sắc phong vì ông có con ngoài hôn ước và ông chẳng có bằng chứng nào về dấu hiệu phép lạ. Dù không được phong thánh, nhưng có thánh nào của Công giáo Roma coi vệ hơn Khai Luân Bố? Khai Luân Bố còn được cả người Tin Lành ca ngợi vì Tin Lành cũng cùng chung chuyến tiến với Công giáo trong việc kinh doanh Khai Luân Bố. Giáo sư lịch sử Ý Mỹ William Connell cho rằng Khai Luân Bố là niềm hãnh diện của một tổ quốc mới, một miền đất mới, một nền độc lập mới tách khỏi vùng văn minh da trắng Âu Châu. Phải lưu ý rằng Hoa Kỳ nguyên thủy là một thuộc địa của Anh và của nhiều quốc gia Âu Châu vào thế kỷ thứ 17. Nó luôn mặc cảm là một dân tộc lưu đày, là sự trốn chạy khỏi những lùng bắt của giáo hội La Mã, là Exodus cho những kẻ thất thế tha phương cầu thực đến từ cựu lục địa. Washington Irving trong cuốn A History of the Life and Voyages of Christopher Columbus đã tạo ra một huyền thoại vĩ đại, cho rằng Khai Luân Bố đã biết trái đất hình cầu, một mình chống lại kiến thức đương thời cho rằng thế giới là một mặt phẳng dẹt như cái mâm của Thánh Kinh thời Trung Cổ. Theo thiện ý kiến thức về trái đất như được Ivan ca tụng trong thì phải đợi vài mươi năm sau, khi Fernand de Magellan, nhờ học và học hỏi kinh nghiệm qua cuộc hành trình của Columbus, đã khám phá ra eo biển mang tên mình,
Rồi từ eo biển ở cực Nam Mỹ châu này, Magellan đã dông buồm xuyên Thái Bình Dương sang đến tận Philippines vào năm 1521, tạo ra một cuộc thám hiểm hàng hải dài nhất lịch sử thời bấy giờ. Nhưng Magellan chết ngay vào năm đó do bị người anh hùng bản xứ Labu giết, không đem về một nguồn lợi vật chất nào cho vua Tây Ban Nha như Columbus. Do vậy tên tuổi của Magellan không bằng Columbus, chỉ vì ông đi sau một bước, cũng muốn làm một conquistador giàu sang tại Philippines, nhưng bất hạnh bỏ mạng xa trường. Đã vậy ông còn thiếu một dòng hiệp sĩ Magellan được thành lập để đánh bóng tên tuổi. Theo nhiều nghiên cứu trên history.com thì Columbus được nhóm người Ý di dân sang Mỹ vào những thập niên 1880. Đa số là nông dân nghèo Nam Ý di dân sang tìm đất hứa. Họ vốn ít học và dốt Anh ngữ là nguyên nhân của sự trộm cắp và những tệ nạn xã hội, nên rất bị kỳ thị, thấy Columbus sang chảnh quá. Thế là họ kéo ông vào họ hàng. Họ đứng lên hô hào rằng Columbus kẻ khám phá ra Mỹ Châu. Cha đẻ của Hoa Kỳ chính là người Ý, cộng đồng Ý ở New York và San Francisco là những nhóm đầu tiên kỷ niệm ngày Columbus. Và khi dòng hiệp sĩ Columbus được thành lập, những người đầu tiên gia nhập và hoạt động hăng say nhất là người Mỹ gốc Ý. Tôi chỉ du lịch sang Ý có một lần, tuy không bị cướp giật nhưng còn đáng sợ hơn cướp giật. Không tiện kể ra đây, các bạn bè đi Ý về đều than rằng qua Ý ngay cái bánh xe cũng có thể bị tháo gỡ, trộm cướp kinh lắm. Gia đình tôi là nạn nhân ở Tây Ban Nha. Khi đang xuống xe hỏi thăm đường đi, chính hai người làm bộ tử tế đang chỉ đường cho tôi lại là hai kẻ cướp. Chúng bất thần giật tung cái sách tay của tôi rồi bỏ chạy. Khi tôi đến cảnh sát trình báo mất hết giấy tờ tùy thân, chìa khóa nhà cửa, thẻ tín dụng ngân hàng, thì ngay trong sở cảnh sát có ba cô gái non trẻ người Hòa Lan đang ngồi bệt xuống đất mà khóc vì không còn bất kỳ giấy tờ tiền bạc gì. Người vào trình báo bị cướp giật rất đông, phải xếp hàng. Từ đó chúng tôi cặp không dám đặt chân hai xứ Tây Ban Nha và Ý nữa. Tôi đi Mỹ rất nhiều lần, chưa bao giờ bị giật đồ ở Đức, Áo, Anh, Bỉ, Hòa Lan, Mỹ, Canada, Nhật, Hàn, Thái Lan, Campuchia. Nhưng mỗi lần đi đâu, ngay cả tại Việt Nam, vợ tôi đều luôn mồm nhắc coi chừng bị giật bóp như lúc ở Barcelona hay bị lừa tại Venice. Vào thời đại di dân, rất nhiều người Ý sang tụ tập sinh sống tại Mỹ. Họ bị kỳ thị trong một thời gian rất lâu, kéo dài từ năm 1820 đến cuối thế kỷ 20. Càng bị khinh ghét hơn khi Mussolini gia nhập khối trục. Người Mỹ thậm chí xem di dân Ý là nguyên nhân tạo ra giết chóc, băng đảng, xã hội đen, mafia, và đối xử với người Ý như người da đen. Sử gia Manfred Best đã viết về thời kỳ này như sau: nước Ý là cái nôi của văn hóa Công giáo Latin. Càng xa cái nôi văn hóa này về phương Bắc, con người càng văn minh và khoan dung hơn. Một số học giả cho rằng Tin Lành là tôn giáo có thể khiến một đất nước trở nên giàu mạnh. Max Weber là đại diện cho khuynh hướng này. Nếu ta nhìn quanh một vòng tại Âu Châu, các nước có mức sống cao đa phần là các quốc gia Tin Lành. Ngược lại, các nước Công giáo thì ngày càng nghèo đói. Hans Marx phủ nhận cái nhìn này của Weber và cho rằng không có chuyện tôn giáo kích thích sự phát triển kinh tế, mà vốn bản chất của con người đã là một đơn vị kinh tế nếu nó được đặt trong một hoàn cảnh và điều kiện kích thích khả năng kinh tế của nó. Tôi thấy nhận xét của Weber không phải là không đúng, và Marx cũng có chỗ sơ hở.
vì các nước xã hội chủ nghĩa đã không đáp ứng được nhu cầu làm giàu cho xã hội. Cả Weber lẫn Marx đều không ai chứng minh được vì sao các nước Đông Á có khả năng qua mặt Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ý lại chính là những nước phi Kitô và phi xã hội chủ nghĩa như Nhật, Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc. Mặc dù Hàn Quốc có nhiều người Kitô giáo nhưng nếp sống văn hóa vẫn là truyền thống Đông Á. Và trong tương lai có thể có Việt Nam, Mã Lai, Thái Lan. Tôi không xếp Trung Quốc và Việt Nam vào danh sách các nước xã hội chủ nghĩa nữa, vì cả hai đều đã từ bỏ chuyên chính vô sản cùng với nền kinh tế bao cấp không thể tách rời. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã chú ý lắng nghe. Đến giờ phút này mình sẽ làm tiếp theo trong cái phần sau. Dài lắm rồi.